Trang Việt Nam 2023, Đặng Dương, Thanh Thanh Huyền. Để cùng chào đón chiếc vương miện Endeavour nỗ lực hoàn mỹ. Và ngay sau đây tôi trân trọng kính mời lên sân khấu ông Trần Việt Bảo Hoàng, CEO của Uni Media sẽ lên sân khấu nhận vương miện từ nhà tài trợ vương miện Ngọc Châu Âu. Xin mời ông Hoàng Anh Dũng đại diện thương hiệu Ngọc Châu Âu trao vương miện Endeavour cho ông Trần Việt Bảo Hoàng, CEO Uni Media. Và ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu bà Trương Vũ Hoàng Vy, giám đốc kinh doanh đối ngoại Uni Media sẽ cùng lên sân khấu thực hiện nghi thức trang trọng. Và tiếp theo sau đây xin mời Miss Trang Việt Nam 2023 Đặng Dương Thanh Thanh Huyền lên sân khấu để thực hiện nghi thức nhận trang và thương nghiệp. Quý vị, ngay lúc này đây, chiếc chát đã được đeo lên người của Thanh Huyền và cô ấy đã chính thức trở thành đại diện của Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Trang 2023. Đến với đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Trang 2023 là chị Huyền, và thật sự rất là mạnh và rất xứng đáng. Thì em không biết là cảm xúc của chị Huyền ngay tại giờ phút này đây như thế nào khi mình đã nhận sash cũng giống như là vương miện để đại diện Việt Nam đến với đấu trường này. Xin cảm ơn câu hỏi của Tiên. Lần đầu tiên xin cho phép tên Thanh Huyền được gửi một lời chào chính thức và trân trọng đến với mọi người. Em là MC Song Ngữ, ngày hôm nay em là đại diện của Việt Nam tại Miss Trang 2023. Xin chào. Thực sự thì cảm xúc của Huyền ngay lúc này rất là lạ. Tại vì mọi người biết là Huyền đã đứng ở trên sân khấu rất là lâu ở một vai trò khác. Thì ngày hôm nay không phải là bản thân em có điều gì đó đặc biệt hơn, mà em mong muốn mình có thêm những cái trải nghiệm và được trở thành một kỷ niệm, một trải nghiệm trong hành trình sống và trong trái tim của tất cả những người ở đây. Ngày hôm nay lên chạy chương trình thì em vẫn còn cảm thấy nó không có quen với bản thân của mình. Nhưng mà em hy vọng là trong hành trình sắp tới thì em có thể bật mí cho mọi người thêm những cái điều đặc biệt của Việt Nam mà em sắp sửa giới thiệu đến với bạn bè thế giới. Trong hành trình sắp tới không chỉ biết sao mà sẽ còn rất rất là nhiều những cái điều nữa đến với bản thân của mình. Một số cô gái
thì em biết là một trong những ước mơ lớn nhất cuộc đời là được đội vương miện của Neil Sass, nhưng mà em nghĩ là cuộc sống sẽ còn rất là nhiều điều chờ đợi mình. Ngoài cái việc danh đáng tự hào này ra thì chị Huyền có thể chia sẻ cho khán giả biết những cái điều thú vị về mà có thể là khán giả chưa nghe được trước đó không ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của Tiên, một câu hỏi rất là hay. Dạ nhưng mà em sẽ không có cả ngày để trả lời, nhưng mà em xin được tóm tắt như thế này. Đó là khi mà có cái tin là em sẽ là đại diện của Việt Nam để tham dự Miss Charm thì em biết là có rất là nhiều người hoài nghi về em, về mọi thứ. Nhưng mà thực ra thì em nghĩ là em đã có 26 năm chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Nó không phải là chỉ trong 2 tháng, mà đó là cả một cái hành trình rất là dài. Xin thưa với mọi người, sáng nay em có đi xin xăm. Vậy xăm nói là em sẽ đạt được cái thành công như em muốn, nhưng mà nó sẽ là một chặng đường rất dài và rất nhiều cái khó khăn. Thì em tự nhiên em nghĩ lại cái hành gì mà em đã trải qua, em thấy đúng thật. Nó không phải là cái gì đó trên trời rơi xuống đầu mình, mà phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Thì sau bao nhiêu lần em được đổi vương miện từ những cái chức vị khác nhau, ví dụ như là em đi vô cửa hàng thời trang xong người ta bán một cái món đồ bằng nhựa mà nó giống vương miện cái tạ diên trang cho em. Xong bữa em đi một cái tiệm, dạ thì trên bàn mấy cái vật dụng đồ ăn á thì có một cái trông rất là giống vương miện, chị hờ em anh bảo hoàng tụng cho em cho nó vui. Dạ đó là trong fashion show của anh Lê Thanh Hòa. Rồi có vương miện từ trái cây nữa, rồi rất em đổi rất là nhiều những cái vương miện mà chưa bao giờ vương miện nào là thật và chưa chính thức. Thì ngày hôm nay thì em may mắn là có được cái vương miện này, nhưng mà khi mà đổi lên thì thực ra là rất là nặng. Dạ rất là nặng, tại vì em biết mình có nhiều cái trọng trách. Thì xin được bật mí với mọi người cái điều này, hồi nãy trong cái lời giới thiệu thì em có nói về một cái hint là em sẽ cho ra mắt một cái digital notebook. Và đây là một cái dự án mà em cảm thấy mình rất là nhiều những cái tâm huyết. Bởi vì sao? Đây là một cái phiên bản cẩm nang notebook du lịch đặc biệt dành cho các bạn thí sinh của Miss Charm, và thậm chí là có thể ban giám khảo quốc tế đến Việt Nam họ sẽ cần. Ở đây sẽ tập hợp tất cả những cái trải nghiệm, những địa điểm thú vị ở tại Việt Nam tùy theo mỗi thành phố. Đặc biệt cho Miss Charm, mình sẽ đến với những cái gợi ý của em về những địa chỉ, nhà hàng, cà phê đến Việt Nam, đặt đồ ăn ở đâu, gọi xe ở đâu, thậm chí là có tên của cả makeup artist, cả photographers. Nếu như các bạn thí sinh thế giới đến Việt Nam cần những điều đó, những cái điều gì, thậm chí là em sẽ thu cả có thể là voice của mình để giới thiệu ở Việt Nam và dạy cho chỉ cho các bạn một số cách nói tiếng Việt Nam, ví dụ như cái câu là ô là trời hay là anh nói xà lơ này kia. Dạ em sẽ tập trung vào cái này. Thì đây là một cái phiên bản đặc biệt cho Miss Charm, nhưng mà một cái hành trình sắp tới em muốn phát triển cái điều này thành một cái dự án về du lịch của Việt Nam. Khi mà khách du lịch đến với thế giới Việt Nam thì từng thành phố họ sẽ cần cái điều gì, và em sẽ có hai định dạng. Một là bạn digital, chúng ta có thể access và có một cái đường link, và sau đó thì bạn digital với cái đường link này sẽ được tích hợp thành một QR code và em sẽ dán nó lên trên cái bản notebook thật của em. Và em hy vọng là trong tương lai cái bản notebook này của em sẽ được hiện diện ở tại những cái địa điểm, ví dụ như là đường sách hoặc là những cái địa điểm du lịch nổi tiếng, để mà cái du lịch lên đó thì họ sẽ không cảm thấy lạc lõng ở một nơi mà họ đang muốn trở thành ngôi nhà thứ hai của mình. Dạ, và em hy vọng, và đây cũng là một món quà mà em mang đến cho Miss Charm năm nay. Thường thì mọi người sẽ mang đến một cái kỷ vật gì đó của Việt Nam, nhưng mà em hy vọng là mình đang bước vào một cái thế kỷ mới, một new era of beauty queens, thì mình sẽ tích hợp công nghệ vào trong đó. Và lý do vì sao em có cái dự